Hello, xin chào các bạn. Chào mọi người. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về chủ đề là dinh dưỡng thể thao. Hiện tại là do công việc và không có thời gian tập luyện nên nhiều người rất ít chơi thể thao, mà một tuần thì chỉ đi tập một hoặc hai lần, hoặc là chơi bất kỳ một môn thể thao nào yêu thích, gọi là duy trì thói quen thể thao. Nhưng mà mọi người vẫn có ao ước là tăng cân giảm mỡ. Vậy thì lời khuyên dành cho nhóm người này là gì? Thì hôm nay tôi có mời đến chương trình là anh Đặng Vinh Quang, hiện tại đang là huấn luyện viên cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa anh Quang, thì có rất nhiều người là do đi làm văn phòng hoặc là tính chất công việc mà người ta không có thời gian để tập luyện thể thao, nhưng mà người ta vẫn có ao ước là tăng cân giảm mỡ. Vậy lời khuyên dành cho nhóm người này là gì? Cái vấn đề này thì cũng đơn giản, có nghĩa là đối với những người mà họ có mục tiêu về cái cân nặng của họ, thì đầu tiên mình cũng sẽ quan tâm về cái việc là dinh dưỡng. Có nghĩa là nếu mà một người họ muốn tăng cân thì họ phải ăn nhiều hơn cái chỉ số mà cơ thể họ cần trong một ngày. Còn ngược lại, nếu mà họ muốn giảm cân thì họ cần phải ăn ít hơn. Thì cái công thức để mà tính được cái việc mà họ có thể ăn nhiều hơn hoặc ăn ít hơn như thế nào á, thì mọi người có thể lên mạng họ search một cái công thức gọi là TDEE. Thì cái công thức này á, nó sẽ cho mọi người biết được chính xác là mọi người cần tiêu thụ bao nhiêu năng lượng trong ngày. Và cái việc mà mình muốn tăng cân, giảm cân thì mình cũng sẽ phù hợp với nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhóm người này thì theo anh là nên ăn mấy bữa trong một ngày? Về việc ăn mấy bữa thì nó cũng sẽ phù hợp vào cái gọi là cái thời gian của mọi người, cái công việc và cũng như là cái tính chất mà mọi người sinh hoạt hàng ngày như thế nào. Thì đối với những người mà họ có khá nhiều thời gian, gọi là cái thời gian họ rảnh, thì họ có thể tăng cường cái bữa ăn lên. Thì cái việc mà họ ăn nhiều nó cũng sẽ giúp cho họ tăng cái hệ trao đổi chất trong cơ thể của họ lên, để mà làm cho cơ thể của họ gọi là luôn luôn hoạt động đó, thì dẫn tới vấn đề là họ sẽ đốt mỡ nhanh hơn, cũng như họ tăng cái hệ trao đổi chất của họ nhanh hơn, tốt hơn đó. Thì còn ngoài ra thì nếu mà đối với những người mà họ bận rộn hay gì đó, thì mình vẫn nên là khuyến khích họ là khoảng 3 bữa một ngày là ok. Dạ, thì đó là buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Chắc chắn là cái chế độ ăn uống giữa người mà tập luyện thể thao thường xuyên và những người không có thời gian tập luyện nó sẽ khác nhau. Vậy thì là chế độ dinh dưỡng nó sẽ khác nhau như thế nào đối với ngày tập và ngày không tập, và nên tránh hoặc là nên ăn những thực phẩm nào? Về vấn đề này thì đối với những ngày mà họ có tập luyện thì mình sẽ ăn nhiều hơn. Nhiều hơn là như thế nào? Có nghĩa là mình sẽ bổ sung thêm một bữa phụ trước cái thời gian mà họ tập luyện, khoảng từ 30 cho tới 45 phút. Để làm gì? Để nó cung cấp năng lượng cho cơ thể họ có cái năng lượng để hoạt động, để họ có thể chơi những cái môn thể thao mà họ tùy theo cái khả năng của họ đó. Còn đối với những ngày mà họ không tập luyện thì mình sẽ ăn ít lại. Ăn ít ở đây là ăn ít so với những ngày mà họ tập luyện đó, thì như vậy nó sẽ dẫn tới vấn đề là họ sẽ có thể cân bằng được cái năng lượng của họ mỗi ngày. Về cái vấn đề là ăn trước khi tập thể thao thì nó sẽ dẫn tới một số trường hợp như là nó sẽ bị sóc hông, thì theo anh là nên ăn uống những cái thứ thực phẩm gì để nó tránh tình trạng này? Về việc mà sóc hông này á, thì mình cũng nên lưu ý cái thời gian, là tùy theo cái thời gian cũng như là cái món ăn mình ăn, thì thường trước khi mà mình tập luyện á, mình nên dùng những cái loại thực phẩm mà nó có tinh bột, ví dụ như là khoai, rồi như là những cái là cơm, hoặc là những cái về tinh bột nhiều đó, thì nó sẽ cách cái khoảng thời gian mà mình tập luyện ra. Ví dụ như là thường anh tập khoảng 3 giờ đi, thì anh nên ăn khoảng từ 2 giờ tới 2 giờ 15, thì cái khoảng thời gian đó cũng sẽ đủ để cho cơ thể mình nó chuyển hóa và nó thích nghi được. Thì như vậy thì nó sẽ tránh cái tình trạng là mình sẽ bị sốc hông, dẫn tới những cái vấn đề nó không có tốt. Vậy thì nếu mà lỡ như đang tập mà bị sốc hông thì chúng ta nên ngừng tập hay là nghỉ mệt một chút rồi lại tập tiếp? Nếu mà đang tập mình bị sốc hông thì cái việc tối ưu nhất mình nên là ngừng tập lại. Có một số người á, không có thời gian tập luyện thì người ta chọn một cái phương pháp khác, đó là uống thuốc giảm cân hoặc là ăn uống những cái thực phẩm bổ sung để mà tăng cân. Vậy thì theo anh là cái phương pháp này có nên hay là không? Thật ra thì cơ chế cơ thể con người mình đã luôn luôn là đốt mỡ.
nghĩa là cơ thể con người mình bây giờ mình có nằm ngủ, có ăn uống đi lại như thế nào đó, có vận động như thế nào đó, thì cơ chế cơ thể con người mình vẫn luôn luôn trong tình trạng đốt mỡ. Vậy nên là mình sẽ không cần phải nạp thêm bất kỳ một thực phẩm nào từ bên ngoài vào để cho cơ thể mình đốt mỡ. Đó là một cái vấn đề. Vấn đề hai á, về thuốc giảm cân, thì thực sự á, thuốc giảm cân ở trên thị trường nó sẽ có hai loại khá là phổ biến, đó là trà giảm cân và cà phê, và một loại nữa là thuốc giảm cân. Thì tất cả những cái loại đó nó sẽ đều có một đặc điểm chung, đó là nó sẽ như một cái loại thuốc nhuận tràng hay là những loại thuốc về lợi tiểu, nó sẽ làm cho cơ thể con người mình thải nước ra ngoài cơ thể. Mà hầu như là tất cả mọi người đều hình dung được là cơ thể con người mình là 70-80% là nước rồi. Thì nếu mà kiểu khi mà mình mất lượng nước nó nhất định như vậy á, nó sẽ dẫn tới vấn đề là não mình sẽ không hoạt động minh mẫn được, cơ thể mình sẽ rất là bị trì trệ và kiểu tinh thần mình sẽ bị xuống dốc. Thì nếu mà như vậy để đánh đổi cái việc mà giảm cân, thì liệu mọi người có thể cân nhắc được cái vấn đề đó? Cảm ơn anh Đặng Minh Quang đã có những cái chia sẻ rất là bổ ích cho mọi người. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái chủ đề khác. Nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể comment những cái chủ đề hoặc là đặt câu hỏi cho chúng tôi để chúng ta cùng thảo luận và tìm hiểu sâu hơn. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người.